chào các bạn đến với chương trình podcast Dancing Knee của điện ảnh.net. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về chì vàng, khiên của Perse và những món bảo bối của á thần Hercules. Hercules của MCU lần đầu xuất hiện trong post-credit của bộ phim Thor Love and Thunder với tư cách là đối thủ của Thor trong tương lai. Tuy nhiên, sẽ còn rất lâu chúng ta mới được chứng kiến màn thư hùng này bởi chúng ta không thể chắc rằng Herc sẽ xuất hiện trong phần phim nào thuộc Phase 5 và Phase 6. Do đó, hãy cùng tìm hiểu trước vài điều thú vị xoay quanh vị á thần này và bài đầu tiên sẽ là về những món bảo bối của anh trước nhé. Golden Mace, chùy vàng. Golden Mace vốn là một chiếc chùy được rèn từ kim loại adamantine bởi thần thợ rèn Hephaestus nhằm thay thế chiếc gậy gỗ cũ của Hercules. Adamantine được mệnh danh là kim loại của những vị thần có màu vàng kim, bất hoại, vượt trên cả adamantium, sở hữu nhiều đặc tính ma thuật vô cùng đặc biệt. Về cơ bản, chúng gần giống với kim loại Uru được sử dụng ở xứ Asgard. Do đó, chùy vàng hoàn toàn sánh ngang với cây búa Mjolnir của Thor, thậm chí còn sở hữu độ bền còn khủng hơn, khi có khả năng chống lại năng lực biến đổi vật chất hay thao túng phân tử ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, nó còn có thể ngăn chặn các ảnh hưởng tâm linh và phép thuật tới người dùng, cũng như làm trạch hướng các vụ nổ năng lượng chấn động lớn. Tuy nhiên, nó chỉ phát huy tốt khi Hercules chủ động sử dụng những khả năng này. Da sư tử Nemin. Da của sư tử Nemin đóng vai trò như một bộ giáp không thể phá hủy và bảo vệ nó khỏi hầu như mọi vết thương, ngoại trừ các đòn tấn công kiểu vật lộn, bẻ khớp hay xiết cổ, do bên trong cơ thể con sư tử không thể bền như da của nó. Do đó, Hercules đã dùng cách này để diệt nó, sau đó dùng chính vuốt của Nemin lột lớp da rồi lấy làm áo choàng. Tuy nhiên, áo choàng rất dễ bị đối thủ túm lấy, nên sau này thì Hercules đã ngừng dùng bộ da này. Cung tên Hydra và chim Stamphoris. Trong quá khứ, sau khi hạ con quái vật Hydra, thì Herc đã dùng máu độc của nó để tẩm vào những mũi tên của mình, tạo nên thứ vũ khí có thể hạ đối thủ chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Tuy nhiên, khi người vợ thứ hai của anh là Deianira bị gã nhân mã Nessus lừa, cô ta đã vô tình choàng chiếc áo bị nhiễm máu độc Hydra của gã lên người chồng mình và khiến Herc phát điên, nhảy vào giàn hỏa thiêu và đai ngay sau đó. Sau đó, thần Zeus đã sắp xếp để tách phần phàm trần khỏi cơ thể cậu con trai và thế là Herc trở thành một vị thần hoàn chỉnh. Nhưng cũng vì sự cố ngày trước, Herc đã quyết định không sử dụng bộ cung tên tẩm máu Hydra nữa. Do đó, anh quyết định dùng những mũi tên có phần đầu nhọn được làm từ bộ lông kim loại của những con chim Stamphalis do Ares nuôi, vốn vô cùng sắc nhọn và có thể xuyên thủng bất cứ bộ giáp nào. Kiếm của Peleus. Đây là thanh kiếm Gladius được chế tạo bởi nhân mã Charon và từng thuộc về Peleus, kẻ vĩ đại nhất trong số các chiến binh Achaean, vốn vô cùng bền chắc và sắc bén, có thể cắt xuyên qua hầu hết vật chất trên trái đất. Với nó, Hercules đã chảm vô số quái vật, xẻ xuyên đầu rồng, cắt gãy thanh kiếm lửa của Hobgoblin, thậm chí là đủ sắc để cắt xuyên qua các phân tử. Chiếc mũ của Hades. Chiếc mũ này vốn được làm từ adamantine, có khả năng bảo vệ người đeo khỏi đòn tấn công vật lý và tránh hoàn toàn các tác động từ những đòn tấn công ngoại cảm. Ngoài công dụng lớn nhất là giúp người đeo trở nên vô hình, che giấu hoàn toàn sự hiện diện và khiến thần thánh cũng không thể phát hiện được. Chiếc mũ còn có thể giúp họ đi xuyên qua mọi chướng ngại như những bức tường, thậm chí là tới cả những chiều không gian khác. Khiên của Perse. Đây là một chiếc khiên được làm từ adamantine bất hoại, có thể ngăn chặn ảnh hưởng tâm linh và làm trạch hướng, thậm chí còn phản ngược lại những vụ nổ năng lượng, bao gồm cả năng lượng phép thuật. Sau khi dùng nó trong hành trình tiêu diệt Medusa, Perse đã đem cái đầu của mụ ta tặng cho Athena và Athena đã dùng nó để tăng cường sức mạnh cho chiếc khiên này. Bằng quyền năng thần thánh, Athena đã thấm nhuần sức mạnh của cái đầu vào chiếc khiên của mình. Kể từ đó, chiếc khiên có sức mạnh hóa đá kẻ địch trong thời gian giới hạn nếu hắn nhìn vào đôi mắt được chạm khắc trên nó. Hercules đã sử dụng chiếc khiên này trong suốt hành trình như một thứ vũ khí phòng thân đặc biệt. Tuy nhiên, anh thường phải dùng vải để bịt phần mắt trên nó nhằm tránh tai họa cho những người xung quanh. Ngoài ra, trong Hercules 3, dù chưa rõ lý do, nhưng bằng cách nào đó, nó còn có quyền năng khôi phục ký ức đã mất cho nữ thần ma thuật Hecate khi cô ta nhìn vào nó. Nhìn chung, khả năng của chiếc khiên là vô cùng nguy hiểm khi có thể tác động đến cả thần. Trên đây là danh sách những bảo vật thần thánh mà Hercules sở hữu trong truyện. Liệu khi được lên màn ảnh rộng, Hercules có thể sử dụng chúng trong chuyến hành trình của anh không nhỉ? Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Dancing Knee. Nếu bạn có ý kiến hoặc đề tài muốn thảo luận,
hãy gửi ở bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại bạn trong số tiếp theo được phát sóng vào ngày mai.